đúng rồi, đúng rồi, nội ơi. Cá này mới yếu không phát được ngay này. Mình vọt chạy luôn không kia. Nào kéo vào đây, bẻ vào đây, bẻ cân vào đây. Nó tan bên này nữa. Cá ở ngoài trong mệt lắm rồi đấy. Mày bo giỏi. Trong có kém hơn. Đi mẹp. Đây mới là cá này thôi. Như thế rồi. Kinh không? Kinh không? Trêu tao từ nãy giờ. Đánh đúng thế mồm chết. Luôn, đúng mồm luôn. Đúng 12 giờ luôn. Vừa nãy đẹp như thế mà. Ôi. Đây, đây, đây. Yeah.
được, cái được chép là đẳng cấp. Tôi thích quần tao rồi đấy. Bỏ đấy. Chép chép. Chép to. Chấm vàng. Chép mượt. Chấm có dâu. Chấm vàng. Mượt đét luôn. Ơi, đừng. Ừ. Dạ. Con này không có gì bấu đúng không? Con này không có gì bấu. Chép đẹp, chép không bị bấu như chấm cỏ. Lưỡi anh em nhá. Lưỡi quá rẻ mà đánh quá uy tín luôn. Cực kỳ rẻ. Có uy tín anh em. Lấy rồi. Báo cá. Cá nữa này. Cá cũ tiếp. Đấy. Nó nổ rồi. Báo cá. Wow, và chào anh em, hôm nay mình có buổi câu chấm cỏ Hồ Thanh Hà và đây là kết quả của mình anh em nhé. 4 chép và 2 chấm cỏ anh ạ. Kết quả của mình đây anh em nhé, 4 chép và 2 chấm cỏ. Bài mùa hôm nay mình dùng là chỉ có 25ml đũa tre và 2,5 cân ngô ngọt. Ui, vẫn còn ít ngô anh em ạ. Cực phê luôn, chép cũng quá đẹp luôn. Được 2 chấm cỏ. Anh em thấy hay thì cho mình một đăng ký kênh. Và tất cả những thắc mắc gì về bài mùa anh em bình luận để một cô cá Hùng Vương cùng giải đáp để anh em có buổi đi câu thành công rực rỡ nha. Chúc anh em đi câu lên thật nhiều cá. Xin chào anh em.